Xin chào mọi người nhé. Nuôi cái con chó rốt hết bao nhiêu tiền một tháng? Tiện hôm nay là có đứa nào lên đây nào? Hôm nay là có một cái bạn ấy thắc mắc về cái chuyện là mình nói chuyện là nuôi cái con chó rốt một tháng sẽ tốn khoảng 2 triệu trong cái giai đoạn con chó tuổi lớn. Thì bạn có thắc mắc là nói quá sao mà tốn nhiều thế được. Đại khái là theo kiểu như vậy. Thì mình chia sẻ với mọi người một cái video riêng lẻ về cái việc là nuôi con chó rốt tốn bao nhiêu tiền một tháng. Rồi ok, mà xin làm đấy. Rồi siro làm đấy. Con Pila ra đây. Không, con Messi lên ghế đi. Rồi nhóc con ngồi yên. Thì mình nói là cái con chó rốt ở cái tuổi lớn nhá, như với bây giờ này, mình tính đơn giản một bài toán này. Nếu mà ăn hạt, cái hạt mà mình đang cho ăn ấy, nuôi con chó, là cái hạt bao family cho con chó tuổi lớn, bao 18 cân, nó là 1.450.000. Đấy là một cái loại hạt mà tính ra về cái giá cả là rất là ok trong các loại hạt mà tốt cho cái tuổi đang lớn. Thì cái chi phí cho cái ăn hạt family với con chó khoảng tầm 4 tháng này, 4 tháng, 5 tháng thì nó đã rơi vào gần 2 triệu rồi một tháng. Còn khi mà con chó nó 7-8 tháng thì chắc chắn là nó sẽ 2 triệu, hơn 2 triệu. Bởi vì cái giai đoạn con chó nó ăn nhiều nhất đấy là nó sẽ ăn khoảng tầm 8 lạng một ngày. 8 lạng một ngày thì một tháng nó sẽ là 83, 24, 24 cân hạt. Một bao hạt 18 cân. Cộng với lại 1/3 bao nữa là 24 cân. Thì bao hạt 18 cân là 1.450.000 rồi. Cộng với lại 1/3 nữa thì có phải khoảng 500 không? Là toàn tiền cám nó đã 2 triệu rồi. Còn tiền đồ bổ sung nữa, canxi chi bi, rồi còn tẩy giun, còn con chó nó thỉnh thoảng nó có nhỡ may nó bị đau bụng hay là này kia thì có thể là còn phải men tiêu hóa, rồi sữa tắm, rồi thỉnh thoảng nó ve rận hay là này kia đó, những cái thứ lặt vặt phát sinh, không tính nó bệnh nặng, chỉ tính là những cái lặt vặt phát sinh bình thường thôi. Thì như thế ở cái con chó mà ở cái tuổi lớn ấy thì nó sẽ là cái giai đoạn tốn kém nhất, là ở cái giai đoạn con chó từ khoảng tầm 5 tháng cho đến 9 tháng tuổi là cái giai đoạn có thể nói là tốn kém nhất. Con nào nó lớn chậm ấy, tức là nó lớn từ từ thì có thể là nó sẽ rơi vào cái giai đoạn từ khoảng tầm 8 tháng, 7 tháng cho đến khoảng tầm 11 tháng. Nhưng nói chung nó kéo khoảng 4-5 tháng là sẽ là cái giai đoạn con chó nó ăn nhiều nhất. Còn bình thường mà nói thì con chó nó ăn có thể không đến 2 triệu. Nhưng đấy là ở đây là cái điều kiện nuôi cơ bản nha mọi người nhé, chứ không phải điều kiện nuôi cao cấp đâu. Vì nếu mà điều kiện nuôi cao cấp mà theo như kiểu là bên Âu người ta nuôi với những cái kính thưa các loại bổ sung và các cái loại giá cả của các cái sản phẩm ở bên đấy, thì có thể là nuôi một con chó một tháng phải tốn 6-7 triệu. Còn mình gửi nuôi hai con chó mình gửi lại nuôi khi mà mình không Covid, mình không chuyển được về nhé, là nó là 13 triệu một tháng chỉ có nuôi thôi đó, bởi vì con chó tuổi lớn nó ăn tốn. Nhưng cứ nói là ở Việt Nam đấy là cái điều kiện nuôi ở mức gọi là mức tốt thôi, chưa phải mức xuất sắc đâu, thì là nó đã rơi vào khoảng tầm 2 triệu một tháng rồi. Còn khi con chó trưởng thành và chúng ta chọn các loại hạt rẻ hơn thì cái chi phí nó ít hơn. Giả sử như là mấy con cái này nó ăn một ngày 4 lạng hạt thì một tháng là 4, 3, 12 12 cân, một bao nó 18 cân, nó ăn được một tháng rưỡi. Thì nếu mà lựa chọn cái hạt bao 18 cân là cái bao hồng chẳng hạn là 1 triệu một bao, thì một cái bao hồng một cái con cái này nó sẽ ăn được một tháng rưỡi. Tức là với một cái con chó như thế, giả sử như là một con 40 cân này đi, cái lượng ăn của nó sẽ chỉ bằng một con chó khoảng tầm 3 tháng rưỡi con chó con rồi. Đó, nuôi con chó con nó tốn như vậy đấy.
Còn cái con chó con mà nó 6-7 tháng thì nó ăn gấp rưỡi con chó trưởng thành. Qua giai đoạn cao nhất nó ăn gấp đôi. Đó. Thì cứ mình cứ tính là gì? Là cái chi phí trung bình và cả cái con đực thì nó ăn nhiều hơn con cái. Vì con đực có to hơn. Nhưng cái đấy là mới là tiền cám thôi. Và cái cám bao hồng ấy nó là cái cám ở cái mức gọi là mức giá rẻ nhất cho một cái cám chất lượng ok để nuôi chó. Là nó đã là 1 triệu bao 18 cân rồi. 1 triệu bao 18 cân thì tính ra như thế là nếu mà tính tiền cám cho con chó 40 cân nhé. Còn con chó 50 cân coi như nó ăn hết một bao một tháng. Con chó 40 cân thì một bao nó ăn được 1 tháng rưỡi, 4 lạng một ngày. Một bao ăn được 1 tháng rưỡi. Thì nếu mà con chó 50 cân thì một bao là nó ăn 1 tháng thì là tiền cám là 1 triệu. Cộng với này tiền bổ sung canxi chibi này, con chó to nếu muốn nó ok ấy, thì là một ngày một thìa. Thì một cái hộp chibi này nó ăn được hơn một tháng một tí. Đấy, hết 300. Đấy, 1 triệu cộng với 300 là thành 1 triệu 3 rồi. Canxi muốn cho nó khỏe thì dù nó là con chó trưởng thành vẫn cứ bổ sung một ngày khoảng 2 viên cho con chó to. Thì cái hộp canxi này một ngày 2 viên tính ra là một ngày nó chỉ có mấy nghìn thôi. Thì một tháng cũng là hơn 100. Có phải nó thành 1,4 triệu, hơn 1,4 triệu không? Mấy tháng con chó của chúng ta nó sẽ phải tẩy giun một lần. Còn nếu mà an toàn mà nuôi gần người ấy, 3 tháng tẩy một lần dù là con chó to. Tẩy giun một lần nó hết bao nhiêu? 6 viên, 5 viên, 5 viên, 5, 3, 15 hết khoảng 150, 200. Đó, thuốc tẩy giun. Rồi bình thường sữa tắm. Rồi bình thường, rồi cái gì nữa, nuôi con chó cái gì nữa. Nếu mà mọi người không phải nuôi ở nhà, mà mọi người nuôi ở ngoài chuồng, nó còn tiền điện, quạt, kiếc, các thứ này kia, nước non. Đó, nó sẽ lên đến 1,000,000 ngay. Khi con chó trưởng thành với con chó cái thì có thể là ok, 1,5 triệu là có thể đủ rồi. Có thể 1 triệu tạm được, 1,5 triệu thì có thể là đủ. Ở cái mức gọi là mức khá tốt. Còn nếu mà mọi người có điều kiện này, mọi người sẽ bổ sung cho nó được rất nhiều thứ khác nữa. Thì có thể là nuôi một con chó trưởng thành rồi, nó vẫn 4-5 triệu bình thường. Hôm nay thích cho nó ăn ngoài hạt ra, cho nó ăn thêm cái này, ngày mai thích cho thêm cái kia. Hay là con chó trưởng thành rồi tôi vẫn cho nó ăn cám family. Vì đơn giản là cái cám family nó tốt, nó dễ tiêu hóa. Đó. Thì cái con chó trưởng thành rồi ăn cái cám nào, ăn cái loại nào, nó sẽ ra một cái mức tiền khác. Còn bình thường mà mọi người, rất nhiều người cho ăn thịt, thì thịt nó cũng có rất nhiều loại thịt. Nếu mà mọi người cho ăn, mình cứ nói là gà đông lạnh đi. Gà đông lạnh trước đây mình mua theo tấn. Giá của nó dao động mà khoảng tầm 23-24 nghìn một cân. Thì một ngày một con chó trưởng thành nó ăn khoảng 2 cân gà thì nó cũng là 40-45 nghìn. Đó, một con chó trưởng thành nó ăn 1,5 cân đến 2 cân gà tươi thì nó cũng ra 1,5-2 triệu rồi. Và gà ở đây là để đầy đủ dinh dưỡng thì dùng gà đông lạnh là gà nguyên con nhé. Chứ còn nếu mà mọi người so đầu cổ thì mình không nói, nhưng mà kể cả nó mua đầu cổ, mà nếu mà đầu cổ gà được gọi là đảm bảo an toàn theo kiểu như là đầu cổ gà CP của các công ty á, theo kiểu thế, thì nếu mà mình nhớ không nhầm thì đầu cổ là nó cũng là mua tận gốc, mua hàng vài tạ một lần. Thì giá của nó lúc trước đây ấy, còn bây giờ thì mình không biết, nhưng mà giá nó sẽ càng ngày nó càng lên thôi, tiền nó mất giá mà. Thì như lúc trước ấy nó là rơi vào khoảng tầm 15.000, 17.000 một cân. Thì nhân với 2 cân, nếu ăn đầu cổ thì còn phải ăn hơn, 2 cân không đủ. Đầu cổ thì có thể phải ăn 2,5-3 cân. Cái chi phí của nó cũng sàn sàn như vậy thôi. Chứ còn rất nhiều người phản đối về cái chi phí khi mình nói là trung bình để nuôi một con rốt chi phí của nó khoảng 2 triệu một tháng. Cái đó là thực tế nhá, và nó chỉ là ở mức khá tốt thôi, chưa phải mức xuất sắc đâu. Nếu mức xuất sắc thì nó có thể lên 5 triệu một tháng hay 6 triệu một tháng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng cho nó một ngày, mỗi ngày cho nó ăn khoảng 1 lạng thịt bò. Thịt bò chọn loại thịt bò xịn,
cho ăn thêm vào kèm một lạng, không ăn thua gì cả, có thể một lạng, có thể hai lạng thịt bò khoảng tầm 300-400 nghìn một cân gì đó theo kiểu vậy, thì nó sẽ ra một cái số tiền lớn. Cám chọn loại tốt, có những cái người ấy thì người ta lại kỹ đến cái mức mà cám nhập về Việt Nam người ta không mua, người ta lại muốn mua cái cám mà nó sản xuất, nó bán ở đúng bên đấy, ở đúng bên Đức, ở đúng bên Pháp, hay là ở đúng bên này bên kia. Thì những cái loại cám đấy có thể giá của nó 300 nghìn, 400 nghìn một cân, nhưng người ta thế người ta mới yên tâm. Nó lại câu chuyện khổ thế, cho nên là cái chi phí để nuôi một con chó nó vô cùng. Nhưng mà trung bình mà nói ở mức khá tốt thì con chó rốt nha, để cho các bạn mà đang tìm hiểu muốn nuôi cái giống chó này, thì nuôi con chó ở mức khá tốt thì con chó ở trong tuổi lớn mọi người cứ xác định là nó sẽ dao động từ 1,5 triệu cho đến 2,5 triệu một tháng. Còn con chó trưởng thành, nếu mà con chó được xác định là nó khoảng 2 triệu một tháng chi phí. Và con chó cái thì xác định nó khoảng tầm 1,5 triệu một tháng. Đấy là chỉ ở mức khá tốt thôi, chứ không phải là ở cái mức gọi là cao cấp đâu. Còn cái để mà rất nhiều người phản đối là nuôi nó không cần đến mức như thế, tại ông cho ăn hạt, tại ông cho bổ sung. Chứ tôi không cần cho bổ sung, tôi không cần cho ăn hạt, tôi chỉ cần vài cái cổ gà với lại cơm xăm thôi. Thì mình nói với các bạn là như thế này, để nuôi một con chó, để nuôi một con chó nó lớn ấy, thì có lẽ là 300 nghìn cũng đủ để nuôi một con rốt nó lớn. Mọi người cứ cho ăn cơm với canh nó vẫn lớn. Nó vẫn lớn, nhưng nó lớn như thế nào? Nó lớn, nó bẹo con chó, nó lớn, nó người nó lặc lè, nó chậm con chó. Và cái quan trọng nữa ấy, là sau một thời gian con chó nó sẽ có bệnh nọ bệnh kia. Dù nó vẫn lớn nhé, để cho nó lớn thì nó đơn giản lắm, ăn cái gì nó chả lớn, mà nó không lớn được hết khung thì nó lớn vừa phải. Giả sử con chó lẽ ra ăn uống đầy đủ này kia, nó đạt được 50 cân chẳng hạn, thì nếu mà nó ăn uống thiếu chất thì nó đạt được khoảng tầm 40 cân, hoặc là có thể là nó béo chó thì thậm chí là nó cân nặng nó còn hơn 50 cân ấy. Nhưng mà cái chiều cao của con chó thì nó sẽ không bằng cái con chó 50 cân của người ta đâu. Vì một con chắc người và một con là nó người nó tích mỡ thì con tích mỡ nó nặng hơn, và nhìn cái lông nó xù ra nhìn nó to hơn. Nhưng thực ra là đấy, một cái ví dụ để cho mọi người có thể biết được là cái con để nuôi một con chó nuôi được đó thì 300 nghìn là có thể nuôi được một con chó một tháng rồi, kể cả là con rốt. Nhưng để nuôi được một con chó nó khỏe thì 3 triệu cũng chỉ nuôi được một con chó khỏe thôi. Về cái chi phí 2 triệu, 3 triệu cũng chỉ nuôi được một con chó khỏe thôi. Còn với các bạn ấy mà lựa chọn nuôi con chó dù là có giấy hay là dù là không giấy, mà con chó rốt mà các bạn muốn nuôi, nhưng các bạn dự tính cái chi phí là các bạn chỉ muốn chi cho nó khoảng 300 nghìn một tháng, thì các bạn sẽ phải xác định một điều là đến một cái tuổi nào đấy con chó nó sẽ phát bệnh. Và mình chắc chắn một điều là những cái con chó đấy các bạn nuôi nó sẽ không có con nào nó vượt quá được 8 tuổi. Cứ các bạn mà cứ phản đối cái chi phí nuôi chó của mình đi, rồi các bạn thử nghĩ lại xem, nếu các bạn đã nuôi được vài đời chó thì có con nào nó thoát được qua 8 tuổi không, hay là nó chỉ 4 tuổi từ hết cái tuổi gọi là cái cơ thể nó lớn lên, từ 3 tuổi trở đi thì thường là 4 tuổi hoặc 5 tuổi là nó đã phát sinh cái này cái kia nó chết rồi.